Kiatisuk gặp Messi Thái. Hôm 9 tháng 4, huấn luyện viên Kiatisuk tái ngộ cậu học trò cũ Chanathip Songkrasin khi về Thái Lan thăm gia đình trong thời gian V-League nghỉ thi đấu. Huấn luyện viên trưởng của Công an Hà Nội về Thái Lan cuối tuần trước sau khi V-League dừng thi đấu khoảng 1 tháng để U23 Việt Nam tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Trong buổi gặp mặt với Chanathip, Kiatisuk tặng anh một chiếc áo đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đáp lại, Messi Thái cũng tặng người thầy cũ chiếc áo đấu của anh tại câu lạc bộ Chanathip BG Pathum United. Huấn luyện viên Kiatisuk còn có dịp trải nghiệm chiếc xe sang hiệu Porsche của Chanathip. Kiatisuk và Chanathip Songkrasin từng có nhiều năm làm việc với nhau khi ông dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Dưới triều đại của Zico Thái, Chanathip từng giành hai chức vô địch AFF Cup 2014-2016, huy chương vàng SEA Games 2013, hạng tư ASEAN 2014. Chanathip nhiều lần đến chơi nhà Kiatisuk và có mối quan hệ thân thiết với vợ con nhà cầm quân sinh năm 1973. Chanathip Songkrasin từng có 6 năm thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo các câu lạc bộ Consadole Sapporo và Kawasaki Frontal 2017-2023. Anh về Thái Lan khoác áo BG Pathum United hồi tháng 6 năm 2023. Khi Kiatisuk gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội hồi tháng 1, truyền thông Thái Lan từng đưa tin về việc ông muốn mời Chanathip và Thiratong Bumathang sang chơi tại V-League. Khi được truyền thông Việt Nam hỏi về chuyện này, huấn luyện viên Kiatisuk cho hay, những thông tin như Chanathip, Thiratong đến Công an Hà Nội là tương lai xa, chưa thể biết được. Tôi muốn không chỉ cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam, mà cả cầu thủ Việt Nam có thể sang Thái Lan thi đấu. Họ hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa, không chỉ chơi ở giải quốc nội. Sau 2 tháng làm việc tại Công an Hà Nội, Kiatisuk giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng và trở lại với cuộc đua vô địch V-League. Sau 15 vòng đấu, đội bóng ngành công an hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém vị trí đầu bảng của Nam Định 4 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.